Xin chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada, bản tin buổi sáng thứ sáu ngày 16 tháng 8 và chúc cho quý vị một cuối tuần thật là nhiều bình an và may mắn và hy vọng tin tức trong ngày hôm nay là hữu ích với tất cả quý vị. Mở đầu thông tin cập nhật về cơn bão Ernesto di chuyển về hướng Tây Đại Tây Dương của Canada và sau khi di chuyển qua vùng Caribe với gió mạnh và mưa như chút nước thì bão Ernesto hiện đang di chuyển về phía Bắc. Cơn bão sẽ di chuyển gần với Bermuda và có vẻ như là sẽ tác động tới hòn đảo này với sức gió cấp 2 và cấp 3. Mưa lớn cùng với sóng lớn vào cuối tuần này. Ngoài ra, cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc và vào vùng biển Đại Tây Dương của Canada vào cuối tuần bắt đầu vào Chủ nhật, kéo dài cho đến thứ hai. Mặc dù còn một số điều không chắc chắn, nhưng mà hiện tại người ta đang ngày càng tin rằng tâm bão sẽ di chuyển ra xa bờ biển về phía đông nam của Nova Scotia. Thưa quý vị, những cảnh báo sớm nhất tại vì Ernesto sẽ khá lớn khi mà di chuyển qua khu vực này và một số dải mưa cũng như là mưa rào bên ngoài có thể di chuyển vào vùng Maritime bắt đầu vào đầu tuần. Nova Scotia sẽ có nguy cơ lớn nhất khi mà gặp phải trận mưa này. Còn ở phía nam của New Brunswick cũng như là Prince Edward Island cũng có thể có một số trận mưa tùy thuộc vào đường đi của nó. Và những gì mà Maritime sẽ nhìn thấy đó là sóng lớn dọc theo bờ biển Đại Tây Dương bắt đầu vào Chủ nhật và kéo dài cho đến thứ ba. Bất kỳ ai ở bãi biển đều hết sức thận trọng với những cơn sóng cao và khả năng xảy ra thủy triều rất lớn. Bản đồ này cũng cho thấy thưa quý vị chiều cao sóng tiềm ẩn được tính bằng mét mà bão Ernesto có thể mang tới Đại Tây Dương của Canada vào tuần này. Newfoundland có nhiều khả năng sẽ chứng kiến tác động trực tiếp của cơn bão, Mặc dù tâm bão vẫn có thể ở ngoài khơi, nhưng mà khả năng mưa và gió sẽ tác động tới Đông Nam, bao gồm bán đảo Avalon là rất cao. Và trung tâm cho biết rằng các cơ sở giao khí ở ngoài khơi chắc chắn phải hết sức chú ý với cơn bão này. Và đây cũng là những thông tin sớm và Julie nghĩ rằng hữu ích để cho quý vị nào có thể xem xét lại kế hoạch của mình vào cuối tuần này cho đến đầu tuần sau. Và quay trở lại thông tin được chúng ta quan tâm cập nhật vụ hai mẹ con người Việt đã bị thảm sát tại thành phố Vaughan, Ontario. Và thưa quý vị, người đàn ông bị buộc tội giết một người mẹ đó là Trang Võ ở Vaughan cùng với con trai 2 tuổi trong vụ nổ súng 4 người vào đầu mùa hè này và đang phải đối mặt với 10 tội danh liên quan tới ma túy và súng. Thưa quý vị, câu chuyện này cũng đã được tin người Việt Canada thông tin và đó là Văn Việt Dương, 41 tuổi, trước đó đã bị cáo buộc Hai tội danh giết người cấp độ 1 và hai tội danh cố ý giết người trong vụ nổ súng vào ngày 21 tháng 6 đã khiến cho Marcus Vũ, 2 tuổi và Đỗ Thị Trang, 40 tuổi tử vong bên trong ngôi nhà của mình ở Vaughn ở trên đường Casanova Drive. Cảnh sát trưởng cho biết, tôi có một đứa con 2 tuổi chỉ lớn hơn đứa trẻ này 2 tháng. Vì vậy tôi có thể tưởng tượng được cảm giác của cộng đồng chúng ta và những người sống trong khu phố này khi mà biết tin của gia đình vào ngày xảy ra vụ nổ súng thì các cảnh sát đã đến và phát hiện bốn người bị thương do trúng đạn. Người mẹ được tuyên bố là đã tử vong ngay bên trong ngôi nhà, trong khi ba người khác được đưa tới bệnh viện và Marcus Vũ, đứa trẻ 2 tuổi, chỉ mới biết đi tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện, trong khi hai nạn nhân còn lại đang trong tình trạng ổn định thưa quý vị. Và trước đó, người ta tin rằng kẻ nổ súng biết các nạn nhân và mối quan hệ đó đã chính xác được điều tra chồng của cô Đỗ Thị Trang là ông Tuệ và một thành viên gia đình thứ tư. Một phụ nữ 66 tuổi cũng đã bị bắn nhưng sống sót. Đứa con lớn nhất của Tuệ và Đỗ Thị Trang là một bé trai 4 tuổi đang đứng cạnh cha của mình khi mà những phát súng nổ ra nhưng rất may không bị gì. Gia đình trước đó đã nói với báo chí rằng nghi phạm là Dương, có tên là Chris, là bạn của anh ta nhưng mà gần đây họ đã tránh xa anh ta vì anh ta đang đi theo một con đường đen tối và họ từ chối giải thích thêm. Vào thứ Sáu tuần trước, Dương đã ra tòa qua video từ trung tâm cải huấn Central East. Anh ta ngồi ở trong phòng của tù nhân, mặc đồ tù nhân thông thường với hai tay khoanh lại. Chỉ nói để có thể xác nhận tên và ngày sinh của mình và rằng anh ta hiểu các cáo buộc trước mặt mình. Tại phiên điều trần, thì cảnh sát khu vực giót đã đưa ra thêm các cáo buộc đối với Dương sau khi mà anh ta bị bắt. Các tài liệu của tòa án cho thấy rằng anh ta đã bị buộc tội vào tháng trước về tội sở hữu vũ khí trái phép, sở hữu vũ khí hạn chế, đã nạp đạn mà không có giấy phép và sử dụng vũ khí cũng như là đàn dược hạn chế một cách bất cẩn. Và anh ta cũng đã phải đối mặt với 4 cáo buộc về ma túy vì bị cáo buộc sở hữu ma túy, cụ thể là cocaine với mục đích là buôn bán, cũng như là sở hữu cần sa để phân phối và sở hữu số tiền vượt quá 5.000 đô. Các tài liệu cũng nêu rõ, các hành vi phạm tội đã bị cáo buộc xảy ra tại nhà của Dương ở North York vào khoảng ngày 23 tháng 6, chỉ 2 ngày sau vụ nổ súng. Hồ sơ tòa án bổ sung cho thấy rằng ba người khác, một người 33 tuổi, một người 28 tuổi và một người 65 tuổi cùng địa chỉ với Dương cũng bị buộc tội cùng 10 tội danh vào ngày 25 tháng 6 và các nguồn tin quen thuộc với gia đình xác định họ là gì và anh em họ của Dương và cảnh sát khu vực gió không trả lời các câu hỏi của báo chí về mốc thời gian của các cáo buộc bao gồm cả việc liệu các điều tra viên có thực hiện lệnh khám xét tại nhà Dương hay không các điều tra viên sẽ không tiết lộ bất kỳ một thông tin bổ sung nào liên quan tới cuộc điều tra vì hiện tại nó đang diễn ra trước tòa người phát ngôn của cảnh sát đã cho biết và một con dấu của cảnh sát ở trên cửa trước của nhà Dương ở nọt gió chỉ vài ngày sau vụ nổ súng thôi quý vị. Những người hàng xóm, những người mà lo lắng về vụ việc và cho biết rằng họ thấy cảnh sát ra vào nhà vào cuối tuần sau đó. Vụ nổ súng chết người này không phải là lần đầu tiên mà Dương chạm chán với pháp luật. Cư dân Toronto trước đó đã bị buộc tội hai tội danh, đó là điều khiển phương tiện nguy hiểm, không dừng lại khi mà cảnh sát truy đuổi và tấn công cảnh sát cũng như là chống lại việc bắt giữ. Và cho đến nay không có một cáo buộc nào mà anh ta phải đối mặt đã được xét xử lại tại tòa thưa quý vị. Và tiếp theo mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại có trong bản tin của người Việt Canada. Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc mua bán nhà tại khu vực Toronto và vùng phụ cận. Realtor Hiệp Nguyễn, uy tín và tận tâm. Top 5 Listing Agent tháng 5, Right at Home, Mississauga Brands xin liên lạc 647 261 1980. Tư vấn mua bán bất động sản tại Calgary với Realtor Nga Jenna Nguyễn, số điện thoại 403 918 7997. Chuyên viên tư vấn bất động sản tại Montreal Lan Vũ, nhiều năm kinh nghiệm cũng như am hiểu thị trường sẽ cập nhật và mang tới dịch vụ mua bán nhà với lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Xin liên lạc số điện thoại 514 967 4889. Mimi Nguyễn, chuyên viên Mortgage, giúp đỡ về tài chính cho khách hàng gặp khó khăn khi mua nhà như là công việc làm tiền mặt, điểm credit chưa tốt hay là nợ nhiều. Xin liên lạc 647-896-4328. Quay trở lại với những tin tức trong bản tin thưa quý vị thì một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị buộc tội lừa đảo hơn 100.000 đô tại Home Depot ở GTA và hai cư dân của Etobicoke đã bị buộc tội sau khi mà một số cửa hàng Home Depot ở GTA và miền nam của Ontario họ đã bị lừa tới 100.000 đô tiền hàng hóa trong khoảng thời gian là 3 tháng. Vào ngày 11 tháng 7, ngay sau 4 giờ 30 phút chiều, Sở Cảnh sát của khu vực Hatton đã cho biết rằng họ đã được gọi tới một cửa hàng Home Depot tại 99 Cross Avenue của Oakville sau khi mà một người đàn ông bị cáo buộc đã cố gắng mua một số mặt hàng đắt tiền một cách gian lận. Nghi phạm đã bỏ trốn trước khi mà họ tới. Tuy nhiên thì một chiếc xe cho thuê mà họ nói là của anh ta đã được tìm thấy tại hiện trường. Các thành viên của đơn vị tội phạm tài chính đã tiếp tục điều tra và thực hiện lệnh khám xét chiếc xe cho thuê. Và các nhà điều tra đã cáo buộc rằng họ đã tìm thấy tài sản thuộc về Home Depot, cũng như là nhiều thẻ tín dụng gian lận và giấy tờ tùy thân gian lận. Nghi phạm đã được xác định sau khi mà họ xác định rằng anh ta đã sử dụng thẻ quà tặng và thẻ tín dụng Home Depot cũng như là ID dân lần của mình để mua một số mặt hàng từ đây cũng như là trên khắp miền Nam Ontario và khu vực đại đô thị Toronto. Và cảnh sát cho biết thưa quý vị, các giao dịch tại các cửa hàng này đã diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 7 với số tiền thiệt hại ước tính là hơn 100.000 đô. Và một nghi phạm thứ hai cũng đã được xác định khi cuộc điều tra diễn ra. Vào ngày 14 tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi và một người phụ nữ 29 tuổi, cả hai cùng sống tại Etobicoke. Và họ đó là Hogan Charles Scott, đã bị buộc tội là sở hữu tài sản có được do phạm tội và sở hữu một nhãn hiệu giả gian lận trên 5.000 đô, cũng như là màu danh có chủ đích và vi phạm lệnh tuyên án có điều kiện. Anh ta đã bị giam giữ trong khi mà chờ phiên điều trần tại ngoại ở Milton. Và thưa quý vị, trong khi đó, người phụ nữ là Melissa đã bị buộc tội là gian lận trên 5.000 đô. Nhưng mà cô đã được tài ngoại với ngày ra tòa được ấn định là 17 tháng 9 tại Milton. Và tiếp đến cũng là một vụ có thể gọi là lừa đảo nữa liên quan tới tiền bạc khi mà một người phụ nữ bị nợ 15.000 đô tiền lương chưa trả tại nhà tăng lễ Ontario. Và người phụ nữ cho biết rằng chính quyền Ontario đang buộc cô ta phải trả hơn 15.000 đô cho những người lao động chưa được trả lương tại một nhà tăng lễ mà cô ta khẳng định rằng mình chưa bao giờ sở hữu. Tôi không biết phải làm gì, tôi mất phương hướng. Đó là câu chuyện của Stephanie Browse, 30 tuổi, đã nói thưa quý vị và cô Brown cho biết rằng Adam McDowell là chồng cũ của cô và cũng là chủ sở hữu nhà tăng lễ, đã thêm tên cô vào vị trí là giám đốc mà không có sự đồng ý hoặc là cũng không có sự hiểu biết của cô. Nhà tăng lễ hiện không còn hoạt động nữa và đây chính là rắc rối của vấn đề. Brown cho biết rằng cô đã làm mọi cách để có thể chứng minh với Bộ Lao động rằng mình không phải chịu trách nhiệm những nỗ lực của cô bao gồm việc gửi cho bộ một phán quyết của thẩm phán để nêu rõ rằng trong cũ của cô là Mark Dowell đã phải trả tiền cho Brown. Tuy nhiên, tình vẫn đang chờ để cho Brown trả tiền. Là một bà mẹ đơn thân, tôi không có số tiền đó, tôi phải cho con tôi ăn ngủ cóc và thật chết tiệt vào buổi tối mỗi tối. Brown, người có một cô con gái 4 tuổi vừa nói và không kìm được nước mắt, thật đáng sợ. Một người được cho là sẽ bảo về bạn lại làm điều này sau lưng bạn và hoàn toàn phá hỏng cuộc sống của bạn rồi biến mất. Rao và trợ lý pháp lý đại diện cho cô cũng cảm thấy rất cần phải có nhiều biện pháp để bảo vệ hơn nữa để ngăn chặn những người khác rơi vào tình huống tương tự. Như một chuyên gia đã nói chuyện với báo chí rằng cho biết đây là một tình huống có một không hai. Những nhân viên trong vấn đề này xứng đáng được trả lương. Vấn đề ở đây là họ nên được trả lương bởi ai? Điều đó là vô lương tâm và điều này không nên xảy ra. Cô vợ được thêm vào vị trí giám đốc mà không có sự đồng ý. Mà các tài liệu cho thấy rằng người chồng là Mark Dowell, thưa quý vị, đã từ chối phỏng vấn và không trả lời các câu hỏi có trong hồ sơ. Để thu thập bằng chứng thuyết phục tỉnh rằng Brown không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền lương bị mất, cô đã khởi kiện dân sự để chống lại chồng cũ của mình. Các tài liệu của tòa án trong vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại nhỏ trong đó nêu chi tiết về hoàn cảnh của cô Brown. Brown và Mark Dowell sống ở Hamilton khi mà anh mở Brown Funeral Services và cơ quan tăng lễ Ontario tuyên bố công ty hiện đã không còn tồn tại nay, nằm ở trên đường Britannia phía đông ở Mississauga. Thông tin về công ty liên bang cho thấy công ty được thành lập vào năm 2018, nhưng mà cô Brown lưu ý rằng nhà tăng lễ đã mở cửa từ năm 2020 cho đến năm 2021 có lẽ là vào thời gian đại dịch thưa quý vị. Và Brown cho biết rằng cô không tham gia vào công việc kinh doanh này. Và Mark Dowell đã kiếm được tiền từ công việc kinh doanh này ngay từ đầu, nhưng mà mọi thứ nhanh chóng tan vỡ. Theo các tài liệu của tòa án, thì cặp đôi chính thức ly thân vào tháng 11 năm 2021 và cô Brown hiện đang sống ở Ontario. Vào tháng 1, thì phó thẩm phán đã phán quyết rằng chồng cũ của cô Brown nợ cô 28.409 đô, và 5.000 đô tiền khác. Nhưng cô cho biết rằng cô vẫn chưa nhận được bất kỳ một khoản tiền nào. Cho đến mùa xuân năm 2022, hai công nhân đã nộp đơn yêu cầu Bộ Lao động hãy trả tiền lương chưa được trả của mình và những công nhân đó đã không trả lời yêu cầu phỏng vấn khi mà báo chí đưa tới. Các lá thư cho cô thời hạn cho đến ngày 13 tháng 2 để có thể kháng cáo. Và Brown cho biết rằng cô đã bỏ lỡ ngày kháng cáo trong bối cảnh có nhiều nhầm lẫn. Nhưng vào tháng 5 năm 2023, Rao đã nhận được thêm một lá thư khác và nói rằng cô sẽ bị phát hiện có trách nhiệm và cần phải trả nợ. Lá thư cũng nói cô có thể yêu cầu Hội đồng quan hệ lao động Ontario xem xét tình hình nếu như cô nộp đơn trong vòng 30 ngày và trả hết nợ. Rao cho biết rằng cô không có tiền để nộp đơn kháng cáo và trong nỗ lực để chứng minh sự vô tội của mình, Rao đã yêu cầu chồng cũ viết và ký một lá thư có công chứng vào tháng 6. Trong đó nêu rõ, ông không chính thức thêm Rao cũng như là cha mình vào vị trí giám đốc mà không có sự hiểu biết và không có sự đồng ý thích hợp của họ. Nhưng mà vào tháng 8, cô Brown lại nhận được một lá thư thông báo rằng khoản nợ đã được gửi tới Bộ Tài chính để có thể thu nợ. Và theo các tài liệu của tòa án, bộ này cũng đã thêm một khoản phí thu nợ không thương lượng, đó là 4.728 đô. Vào tháng 10, công ty đã giải thể vì không nộp hai báo cáo thường niên gần nhất và tháng 11, cô Brown cho biết rằng đã áp dụng thế chấp đối với xe của mình. Và cô cũng không được sở hữu nhà hoặc là bất kỳ một tài sản nào khác cho đến khi trả hết nợ. Vào tháng 1 năm 2024, thì phó thẩm phán đã phán quyết chồng cụ của cô là Mark Dowell nợ cô 28.409 đô và 5.000 đô tiền như đã nói ở trên. Nhưng một lần nữa cô Brown cho biết cô vẫn chưa nhận được tiền gì. Các khoản tài liệu của tòa án cũng cho thấy rằng chồng cũ đã không có mặt để có thể ra phán quyết và cho biết anh ta không tham gia vào quá trình tố tụng. Và mặc dù có phán quyết thưa quý vị, nhưng mà cô Brown cho biết rằng cô không thể nào có thể chứng minh được việc mà mình không liên quan. Trong hơn 30 năm kinh doanh làm việc với hội đồng quản trị, một người đã chia sẻ đây là lần đầu tiên mà ban quản trị nghe tới một trường hợp như thế này. Và hiện tại cô Brown cho biết cô và trợ lý pháp lý của mình đang cố gắng để tiếp tục tìm cách để tỉnh có thể xem xét lại. Tôi cảm thấy bất lực và đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới. Tôi sẽ không có gì cho con gái của mình. Và thưa quý vị, tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng nói về những lợi ích cũng như là cạm bẫy của kế hoạch tiết kiệm hưu trí OOSB theo các chuyên gia đã cho biết mới nhất. Và quý vị không chắc chắn về cách tốt nhất để có thể lập kế hoạch cho thời gian nghỉ hưu của mình. Và kế hoạch tiết kiệm hưu trí RRSP là một trong những kế hoạch tiết kiệm hưu trí phổ biến nhất và chúng ta biết nhiều nhất tại Canada. Trên thực tế, theo thống kê của Canada thì RRSP vẫn là một trong ba trụ cột của hệ thống thu nhập về hưu trí của người Canada. Với RRSP chiếm 29% tổng thu nhập của người cao tuổi theo dữ liệu mới nhất có sẵn từ năm 2020. Nhưng mặc dù RRSP có một số lợi ích rõ ràng, thì chúng, theo các chuyên gia cho biết rằng vẫn đi kèm với những cạm bẫy và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tài chính dài hạn của tất cả quý vị. Giữa đây, chuyên gia đã giải thích ngắn gọn về cách mà chương trình này hoạt động và nêu ra một số nhược điểm khi mà sử dụng RRSP làm kế hoạch hưu trí duy nhất của quý vị. Sau đó, chuyên gia cũng sẽ chia sẻ một số giải pháp để thay thế khả thi hơn. Thưa quý vị, RRSP được chính phủ giới thiệu vào năm 1957 để thu hẹp khoảng cách giữa những người lao động bình thường và những người đã được hưởng các lợi ích về thuế của chương trình lương hưu. Và người lao động Canada trong mọi ngành nghề có thể mở RRSP tại một ngân hàng và bắt đầu tiết kiệm cho thời gian nghỉ hưu của mình, tận dụng những khoản đóng góp được khấu trừ thuế và tăng trưởng hoãn thuế, ngay cả khi mà họ không làm việc cho một chủ lao động có chương trình lương hưu. Việc mà giới thiệu chương trình này cũng cung cấp các khoản khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp 1% vào số tiền đóng góp của nhân viên và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Và sau đây là những thông tin cơ bản về cách thức hoạt động của chương trình này một lần nữa các chuyên gia đã thông tin. Người dân Canada được phép đóng góp tối đa hàng năm vào tài khoản này của mình thuộc quý vị và RRSP có thể được sử dụng như một tài khoản tiết kiệm truyền thống hoặc có thể được sử dụng để có thể nắm bắt những khoản đầu tư chẳng hạn như là cổ phiếu, trái phiếu hay là ETF, GIC. Và các khoản đóng góp vào RRSP của quý vị được hoãn thuế nghĩa là chúng sẽ giảm thuế thu nhập tức thời của quý vị. Và sự tăng trưởng trong chương trình cũng được hoãn lại nghĩa là quý vị không phải trả thuế cho đến khi nào mà quý vị bắt đầu rút tiền từ tài khoản này khi nghỉ hưu. Những nhược điểm chính của RRSP Lúc đầu thì chương trình này có thể là một giải pháp tốt nhất để có thể tiết kiệm về tiền lương hưu vì nó rất ít lựa chọn để thay thế. Tuy nhiên khi mà so sánh với các lựa chọn khác mà người dân Canada hiện nay có thể thấy thì có thể có một số nhược điểm thuộc quý vị. Mặc dù các khoản đóng góp vào RRSP được khấu trừ thuế và các khoản đầu tư tăng trưởng được hoãn thuế, nhưng mà các khoản rút ra trong thời gian nghỉ hưu phải chịu thuế hoàn toàn. Và điều này có nghĩa là nếu như quý vị có thu nhập cao khi mà nghỉ hưu, thì quý vị có thể sẽ phải trả một phần lớn tiền thuế. Và một trong những bất lợi đáng kể của chương trình này là hình phạt khi mà rút tiền sớm. Nếu như quý vị rút tiền trước khi mà nghỉ hưu, quý vị sẽ phải trả thuế khấu trừ đối với số tiền mà quý vị rút ra và quý vị cũng sẽ phải mất vĩnh viễn hạn mức đóng góp trong tương lai. Điều này hạn chế quyền truy cập vào khoản tiết kiệm của quý vị trong trường hợp khẩn cấp về tài chính. Và đây cũng là lý do tại sao mà các chuyên gia khuyên là có thể tạo một tài khoản tiết kiệm khẩn cấp để cho chúng ta có thể truy cập vào ngay lập tức tiền của mình khi một cuộc sống của chúng ta cần một điều gì đó gấp gáp. Việc rút tiền từ tài khoản RRSP trong thời gian nghỉ hưu có thể sẽ ảnh hưởng tới điều đủ điều kiện để cho quý vị được hưởng các phúc lợi của chính phủ như là tiền an sinh tuổi già OAS hoặc là bổ sung về thu nhập được bảo đảm là GIS thu nhập bổ sung từ việc rút tiền từ OOSB có thể sẽ làm giảm số tiền mà quý vị nhận được thưa quý vị và ảnh hưởng tới tổng thu nhập khi mà nghỉ hưu của quý vị đây cũng có thể là một trong những lý do mà trong những thông tin trước quý vị hỏi rằng vì sao tiền già của tôi đã bị giảm trong khi thông tin lại đưa tăng và tôi không ở đây để nói với quý vị rằng RRSP là một điều tệ theo chuyên gia nói. Nhưng mà trong hầu hết các trường hợp, chúng vẫn là một trong những công cụ hưu trí tuyệt vời để tận dụng. Đặc biệt là nếu như quý vị làm việc trong một công ty có đóng góp tương ứng với số tiền mà quý vị vì về cơ bản đó là tiền miễn phí. Tuy nhiên thì cũng có một số giải pháp để có thể thay thế và quý vị hoàn toàn có thể cân nhắc về thay đổi chương trình. Đó là tài khoản tiết kiệm miễn thuế CFSA dễ dàng là một trong những phương tiện tiết kiệm và đầu tư tốt nhất hiện có. Những khoản tài khoản này thì có thể được sử dụng để có thể nắm giữ những khoản đầu tư tương tự như là cổ phiếu, trái phiếu hoặc là ETF. Và điểm tuyệt vời nhất đó là bất kỳ một khoản tăng trưởng nào trong các tài khoản này đều được miễn thuế 100% và quý vị có thể rút tiền lãi mà không phải trả thuế. Nhưng mà OOSB thì không như vậy thưa quý vị tài khoản tiết kiệm mua nhà đầu tiên FHSA cũng có thể là một trong những công cụ để tiết kiệm về mặt hưu trí có giá trị, đặc biệt là nếu như một bạn trẻ quyết định không mua nhà thì giống như chương trình RRSP, các khoản đóng góp được khấu trừ thuế và các khoản tiền tăng lên không phải chịu thuế. Và nếu như các bạn không sử dụng chương trình FHSA để mua nhà trong vòng 15 năm thì bạn có thể chuyển tiền này vào RRSP hoặc là RRIF mà không ảnh hưởng tới hạn mức đóng góp của RRSP hiện tại của mình và cho phép bạn có thể tối đa hóa khoản tiết kiệm hưu trí của mình với không gian được hưởng lợi về thuế bổ sung. Và quay trở lại, FHSA là một tài khoản rất mới nhưng mà tính linh hoạt mà nó cung cấp khiến cho nó trở thành một lựa chọn rất thú vị, đặc biệt là cho những người trẻ hiện nay thưa quý vị. Tiếp đến đó là một số loại hình về bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn, chẳng hạn như là bảo hiểm trọn đời hoặc là bảo hiểm phổ thông, bao gồm một thành phần tiết kiệm tăng theo thời gian. Giá trị tiền mặt này có thể được tiếp cận thông qua những khoản vay hoặc là rút tiền và có khả năng cung cấp một nguồn thu nhập hữu trí. Và mặc dù những chính sách này phức tạp hơn và thường đắt hơn bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, nhưng mà chúng cung cấp cả quyền lợi về tử vong khi mà thành phần tiết kiệm được hưởng lợi về thuế. Và tuy nhiên, những sản phẩm này phức tạp và đòi hỏi quý vị phải được tư vấn. Nó đi kèm với một mức phí cao hơn, vì vậy chúng ta cần phải cân nhắc cẩn thận và thường là một phần của chiến lược lập kế hoạch tài sản rộng lớn hơn. Cách tốt nhất để có thể tiết kiệm tiền hưu trí hiện nay là gì vẫn là một câu hỏi cuối cùng được đặt ra. Và nếu như quý vị không chắc chắn là nên đóng góp vào khoản nào trước, hãy cân nhắc bắt đầu bằng cách là tối đa hóa những khoản đóng góp của TFSA và sau đó là đưa ra bất kỳ một khoản tiền nào khác vào chương trình RRSP. Điều này có thể giúp đa dạng hóa những quỹ hưu trí của tất cả chúng ta. Và việc mà rút tiền TFSA sẽ không ảnh hưởng tới phúc lợi của chính phủ trong tương lai của quý vị như tiền già hoặc là tiền phụ cấp GIS và khiến cho nó trở thành một lựa chọn linh hoạt hơn so với RRSP tận hưởng dịch vụ chăm sóc da phục hồi trẻ hóa tại IV Beauty Spa với công nghệ hiện đại, không gian sang trọng và dịch vụ uy tín với nhiều ưu đãi cho khách hàng. Với hai chi nhánh thuận tiện cho quý khách, Mr. 800 Dundas Street East, số điện thoại 905 232 7899, North York, 3240 Dufferin Street, Unit 7, số điện thoại 416 789 9999. IV Beauty and Spa xin hân hạnh được chào đón quý khách. Thân mời quý vị đến thưởng thức phở Mama tại số 515 Dundas Street West, Unit 7, Oakville, Ontario để có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, phở Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin liên lạc Hoàng Lợi, số điện thoại 647 292 1848 hoặc 289 725 8988. Phở Mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Và thưa quý vị, tiếp theo thì Ontario đang giảm phí trong trẻ và giới thiệu công thức tài trợ mới cho những nhà điều hành. Và các nhà điều hành nhà trẻ ở tỉnh bang này trong chương trình quốc gia gọi là 10 đô một ngày sẽ sớm được đền bù theo cách mà tỉnh cho biết rằng sẽ có thể trang trải chi phí thực sự cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và sau khi nhiều người cho biết rằng họ đang phải vật lộn để có thể duy trì hoạt động theo cơ cấu hiện tại. Bộ trưởng Giáo dục là ông Thu Smith đã công bố rằng công thức tài trợ mới bị trì hoãn từ lâu và vào thứ Năm này 15 tháng 8, ông đã cho biết ông nghĩ rằng công thức này sẽ ngăn chặn tình trạng đóng cửa và mang lại sự chắc chắn cũng như là ổn định hơn cho các nhà điều hành. Với phản hồi và quá trình tham vấn sâu rộng đã diễn ra về công thức tài trợ mới cho chương trình trẻ em, thì chúng tôi khá thoải mái rằng những người đang hoạt động và những người muốn hoạt động sẽ có thể làm như vậy trong tỉnh và tạo thêm những không gian rất cần thiết mà các gia đình đang tìm kiếm. Cơ cấu về tài trợ mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 cũng đi kèm với thông báo rằng kể từ cùng ngày thì mức phí mà những phụ huynh sẽ phải trả sẽ được giảm thêm. Họ đã giảm khoảng 50%, xuống mức trung bình là 23 đô một ngày và năm tới sẽ giảm xuống mức trung bình là 19 đô một ngày và giới hạn ở mức 22 đô. Những khoản này sẽ được cắt giảm thêm xuống dưới mức trung bình là 10 đô một ngày vào tháng 3 năm 2026 thưa quý vị. Một ngày được lùi lại so với cam kết trước đó là vào tháng 9 năm 2025. Tuy nhiên, thì các bạn cập nhật về cách mà các nhà điều hành được bồi thường cho các khoản phụ phí mà phụ huynh thấp hơn, không đi kèm với bất kỳ một mức tăng lương mới nào hoặc là lưới lương mà các nhà giáo dục trẻ em đều mà những người ủng hộ. Và nhiều nhà điều hành cho biết là chìa khóa không chỉ để mở rộng lĩnh vực này mà còn để duy trì các không gian hiện có. Bộ trưởng Giáo dục Al Smith cho biết rằng, theo công thức tài trợ mới, các nhà điều hành sẽ linh hoạt hơn với việc chi tiêu của mình và giúp một số có thể tăng lương cho nhân viên. Điều phố viên về chính sách của Liên minh Ontario vì chăm sóc trẻ em tốt hơn đã cho biết rằng, mô hình mới sẽ giúp thiết lập các trung tâm hiện tại để thành công nhưng mà vẫn còn thiếu sót khi nói đến việc mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là làm cho mọi thứ ổn định hơn so với tình hình hiện tại nhưng mà chúng ta đang ở trong một tình trạng tồi tệ vì vậy đó là một tiêu chuẩn hơi thấp nhưng mà thực sự để thiết lập mọi thứ cho cách mà chúng có thể tiến về phía trước điều này không giải quyết được cuộc khủng hoảng về lực lượng lao động hiện nay và không cung cấp đủ trách nhiệm giải trình về cách sử dụng tiền công quỹ. Hiện tại, chính phủ đang chi trả một số tiền cho phụ huynh để có thể tiết kiệm được thông qua việc giảm phí, nhưng mà các trung tâm cho biết rằng chỉ thay thế doanh thu dựa trên những khoản phí đã bị đóng băng vào năm 2022, không đủ để có thể chi trả cho chi phí thực sự của việc cung cấp dịch vụ của mình. Các quan chức cho biết rằng công thức tài trợ mới này sẽ bảo đảm không có một nhà điều hành nào trong chương trình 10 đô một ngày bị lỗ, thưa quý vị. Bắt đầu từ năm sau, thì các nhà điều hành sẽ nhận được một nguồn tài trợ chính dựa trên một số yếu tố như là số lượng không gian họ điều hành hoặc là số lượng trẻ em mà họ sẽ có trong mỗi trường hợp và mỗi nhóm tuổi cũng như là khu vực mà họ đặt trụ sở. Và các quan chức cũng cho biết rằng khoảng một nửa số nhà điều hành sẽ được chi trả toàn bộ chi phí bằng số tiền đó và sau đó cũng sẽ có một khoản bổ sung kế thừa và do đó các nhà điều hành hiện tại trong chương trình có thể chi trả cho những khoản chi phí vượt quá mức thông thường. chẳng hạn như là chi phí phục vụ cao hơn để cung cấp thực phẩm hoặc là tiền thuê nhà cao hơn dựa trên vị trí của họ sống và nơi mà họ làm việc. một lần nữa công thức này sẽ đặt mức lợi nhuận trung bình là 8% cho những nhà điều hành vì lợi nhuận và mức thặng dư trung bình là 8% cho những nhà điều hành vì lợi nhuận giám đốc trung tâm trẻ em là Tree Top, phi lợi nhuận tại Toronto cho biết rằng bà lo ngại hai loại nhà điều hành này đang được đối xử giống nhau về mặt này vì các trung tâm thương mại có thể dùng số tiền đó để có thể kiếm lợi nhuận nhưng mà các nhà điều hành phi lợi nhuận sẽ phải tái đầu tư phần thần dư vào các trung tâm của mình. Nhìn chung, có vẻ như là chính phủ đã lắng nghe mối quan tâm của các nhà điều hành và bà cũng đặc biệt vui mừng khi mà các trung tâm ở những khu vực đắt đỏ hơn sẽ nhận được nhiều tiền hơn để có thể trang trải những chi phí liên quan vì công thức hiện tại là rất khó khăn và chưa rõ ràng. Về phần chính phủ, họ hy vọng là cơ cấu mới sẽ giúp cho những nhà điều hành mới và hiện tại tạo nên nhiều không gian hơn. Thỏa thuận của Ontario với chính phủ liên bang đặt cam kết tỉnh này sẽ cung cấp là 86.000 không gian chăm sóc trẻ em mới. Nhưng mà cho đến nay, thưa quý vị, trong khi đã có khoảng 51.000 chỗ mới cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, thì nhóm tuổi được chương trình quốc gia bảo hiểm thì chỉ có 25.500 chỗ, trong số đó nằm trong hệ thống 10 đô một ngày, theo các quan chức cho biết. Và như vậy, Ontario cần phải tiếp tục tăng tốc để đạt được các mục tiêu đã đồng ý. Và điều đó bao gồm mức lương, điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, cũng như là tạo ra thêm hàng ngàn điểm chăm sóc trẻ em mới. Và trong tình hình mà nhập cư cũng như là việc giáo dục có vẻ là đang đi xuống của Canada, hy vọng đây là một chương trình hữu ích và mang lại nhiều tiến bộ hơn về mặt giáo dục thưa quý vị. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.